Về già cần một ngôi nhà cho ta sức khỏe mở ra yên bình. Cây xanh ao cá nhân tình, điện đường trường trạm văn minh phúc đời. Đây là một trong những cái bình luận thực sự để mà nói Ngọc Ánh rất là ấn tượng. Rất là cảm ơn quý khách hàng này đã luôn tương tác cũng như là chia sẻ những cái bài thơ, những cái câu thơ mà Ngọc Ánh cảm thấy là có rất nhiều cái động lực để trong công việc để em làm và cảm thấy thực sự là rất là yêu đời luôn ý mọi người ạ. Cảm giác là cái công việc của mình đem đến cái niềm vui cho mọi người, tìm được cho mọi người những cái căn nhà ưng ý, những cái đem lại cái giá trị cho mọi người. Bác khán giả kia mà có thấy em đọc bài thơ của bác thì nhớ lại recommend để em với bác tương tác với nhau nha. Cảm ơn mọi người. Trong video này em sẽ giới thiệu tới mọi người căn nhà này với cái diện tích 44m2 ở vị trí nó là thuộc phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Với căn nhà này thì nó có một cái ưu điểm cực kỳ lớn mọi người ạ. Đó chính là cái phần ngõ thể hiện ở trên sổ đỏ duy nhất của căn nhà này. Đường ngõ cũng khá là thông thoáng. Đây mọi người ạ, đó, Ngọc sẽ chia sẻ và review rất là chân thật cho mọi người nha. Đây là đường mà ô tô đi được. Đó, để mà nói thì cái căn nhà này ô tô đỗ cổng cách với trục đường chính, trục đường 70. Nó phạm vi bán kính nó chỉ khoảng tầm 100m thôi các bác ạ. Và căn nhà này về pháp lý sổ đỏ đầy đủ, bàn giao nhà luôn, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Với quý vị nào có nhu cầu hướng nhà là hướng đông nam, mời mọi người theo em vào khám phá cụ thể căn nhà này. Ở đây riêng cái căn nhà này mọi người, em chia sẻ này, có cổng riêng mọi người ơi. Đó, xung quanh đầy đủ điện trường phường trạm, đầy đủ hết những cái công năng, những cái mà về mọi người mong muốn khi mua nhà, đó chính là những cái tiện ích. Thì ở đây rất là gần với lại Vinhome Smart City, gần với lại Vincom Tây Mỗ, gần với lại trung tâm thương mại Eumon Hà Đông, gần với lại trục đường 70, gần với lại những cái tiện ích xung quanh gần như đầy đủ hết, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2. Vậy căn nhà này thiết kế như thế nào? Trong video này mọi người đừng bỏ qua những cái video mà Ngọc Ánh quay từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà để quý vị có thể tham khảo nha. Với cái thiết kế của ngôi nhà này khá là hợp lý mọi người ạ. Đây chính là cái phần cửa chính của ngôi nhà nha. Đó, phần cửa chính của ngôi nhà rất là chắc chắn. Ngoài cái phần cửa chính này thì có cái phần cổng ở bên ngoài đấy mọi người. Mời mọi người theo em vào phần cái tầng 1 của ngôi nhà. Và tầng 1 của ngôi nhà thì thiết kế ra sao ạ? Ở đây chính là cái bộ phòng khách, bộ sofa chủ nhà có đặt ở đây luôn để cho mình đó. Rồi, bộ sofa, toàn bộ cái hệ thống trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện đều được lắp đặt đầy đủ. Căn nhà này hồ sơ điện, hồ sơ nước đều lắp xong hết rồi. Chỉ việc dọn đồ về và ở ngay mọi người ơi. Mọi người cứ yên tâm rằng là tất cả những cái hồ sơ pháp lý, sổ đỏ Ngọc Ánh làm đều phải chuẩn chỉnh. Em không bán hàng mà những cái căn nhà chưa có sổ, cho nên mọi người hoàn toàn yên tâm. Những cái căn nhà này thường thường là được ngân hàng hỗ trợ vay tối đa 80% cơ mọi người ạ. Tiếp theo đây chính là cái phần phòng bếp của cái căn nhà. Đây ạ. Với cái không gian phòng bếp đây rất là rộng. Toàn bộ cái phụ kiện bếp đều được lắp đặt đầy đủ tủ đấy. Và ở đây có một cái cửa sổ hướng ra phần ngõ mọi người nha. Nếu để mà nói thì cái căn nhà này nó là như kiểu là hình chữ L ấy quý vị ạ. Đó, nó rất là thoáng. Đây, cửa chỗ bếp đây mở ra nấu nướng rất là tiện. Mặt bếp ốp đá granite, xung quanh bếp ốp kính ốp bếp. Và cái tủ bếp này thì thiết kế là tủ gỗ An Cường, chống cong vênh mối mọt và độ bền của nó cũng khá là lâu. Nó khoảng tầm từ được 7 đến 10 năm mọi người ạ. Đó, đấy, phần bếp ở đây nó rất hoàn thiện rồi. Ngoài ra với cái phần tầng 1 của ngôi nhà thì cái phần phòng khách và phòng bếp thì ở đây có nhà vệ sinh. Với cái phần phòng vệ sinh này thì đáp ứng cho quý vị cái tiêu chí đầy đủ công năng và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Đây, cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá granite. Và đây mọi người có thể nhìn thấy giúp em, có một cái vách gỗ công nghiệp ở đây để chắn giữa cái phần phòng khách và phần cầu thang đi lên. Tiếp theo với cái hệ thống tay vịn cầu thang, từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà thiết kế toàn bộ là gỗ lim. Mời mọi người theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng 2, 3, 4, 5 của ngôi nhà xem ngôi nhà này thiết kế ra sao nha. Đây là phía tầng 2 của ngôi nhà. Thì với cái tầng 2 của ngôi nhà thiết kế gồm một phòng ngủ rất là rộng. Đây ạ, vuông vắn, phòng vệ sinh
và một cái ban công hướng ra phía bên ngoài. Đây là phòng vệ sinh ạ. Đây, phòng vệ sinh ở phía tầng 2 đây mọi người nha. Đầy đủ hệ thống sen cây này, vắt khăn giàn, bồn cầu này. Và đây, lavabo bàn đá hình chiếc lá, rất là đẹp. Với cái căn nhà này để mà nói nó rất là gần với lại trung tâm hội nghị quốc gia, nó chỉ phạm vi bán kính 5 km thôi mọi người ơi. Đi ra tới Mỹ Đình ấy, từ căn nhà này nó chỉ khoảng tầm 5 km thôi, 5-6 km đi lại khá là thuận tiện. Với cái phần ở đây, phần cái phòng ngủ này có cái ban công hướng ra bên ngoài đây. Đây mọi người ạ. Rất là thoáng, vị trí nó thuộc phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm. Đây rất là yên bình. Đúng như là bác khán giả của em, khách hàng của em chia sẻ. Trời ơi, cái comment rất là đáng yêu luôn. Ống chờ, dây chờ, át chờ, điều hòa của các phòng ngủ đều được lắp đặt đầy đủ đó. Gạch lát nền kích thước gạch 60-60, hệ thống trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Căn phòng này rất là vuông vắn, dễ dàng kê đồ nội thất. Toàn bộ cái cửa thông phòng của ngôi nhà thiết kế đó là cửa gỗ. Đây, rất là chắc chắn các bác nha. Căn nhà này đi lại giao thông rất là thuận tiện, gần với lại Ủy ban Nhân dân phường Tây Mỗ, gần với chợ trường phường Trạm. Nói chung là căn này ok. Mời quý theo em lên trên phía tầng 3, 4, 5 của ngôi nhà nhé. Đây là phía tầng 3 của ngôi nhà. Và quý vị ạ, với tầng 3 của tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế tương tự như tầng 2. Như vậy, với cái 5 tầng của ngôi nhà này thì có 3 phòng ngủ riêng biệt. Tầng 2, tầng 3 và tầng 4 của ngôi nhà. Mỗi một tầng thiết kế một phòng y như thế này, có ban công hướng ra bên ngoài và phòng vệ sinh ở phía bên trong. Phòng vệ sinh thì có cửa sổ thông thoáng đó, có cái ống chờ và bình chờ để cái dây chờ lắp bình nóng lạnh, bồn cầu, sen cây tắm. Với nhà vệ sinh này thiết kế rất là rộng nha mọi người. Đây, khá là hợp lý luôn ý ạ. Và mời mọi người theo em lên trên phía tầng 5 của ngôi nhà nha, bởi vì tầng 4 của ngôi nhà thiết kế y như tầng 2 và tầng 3. Và đây là phía tầng 5 của ngôi nhà. Thì với tầng 5 của ngôi nhà thiết kế như sau. Khu vực Ngọc Ánh đang đứng ở đây đó là cái phần để máy giặt, sàn thoát nước và ổ cắm. Với cái tầng 5 của ngôi nhà thiết kế như sau nữa ạ. Đây là phần phòng thờ mọi người nhá. Phần phòng thờ có đầy đủ cửa sổ, cửa chính đó, hướng ra phía bên ngoài. Và phần còn lại, đây là phần sân phơi. Đây quý vị nhìn thực tế giúp Ngọc Ánh đây. Ở đây là có thể nhìn thấy trung tâm thương mại Yomon Hà Đông này. Nhìn được cả Vinhome Smart City này mọi người ơi. Nói chung giao thông rất là thuận tiện. Và nói luôn ở đây là dân cư quá là đông đúc luôn ấy mọi người ạ. Quá là đông đúc và đi lại rất là thuận tiện. Đi ra tới cái đường 70, nó rất là gần. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cụ thể chi tiết hơn nữa thì vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhá. 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video của Ngọc Ánh thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em, đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ Nhà Tốt nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị yêu quý của em ở những video sau.